đã bao giờ các bạn phải đi làm và sau đó là ngay sau đó là phải đi chơi hoặc là đi với người yêu hoặc là đi dự tiệc gì đó mà không kịp trang điểm hay không? Thì ngày hôm nay Quyên sẽ giới thiệu các bạn cách trang điểm vừa đi làm và sau đó là vừa đi chơi được nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cushion, Quyên dùng apple, và chúng ta sẽ lấy một ít phấn đánh đều lên hai mắt, trên trán và tán đều ra khắp các nơi trên các gương mặt. Lớp này rất là nhanh và rất là dễ làm cho mỗi buổi sáng nha các bạn. Bước tiếp theo đến lông mày, Quyên sẽ dùng bảng lông mày của Focolor. Quyên dùng cỏ và tán đều lông mày từ giữa lông mày đến dưới đuôi lông mày và sau đó dùng phần cỏ còn lại tán lên đầu lông mày. Với bảng màu mắt, Quyên sẽ dùng của Etude House. Đầu tiên Quyên sẽ dùng một lớp màu màu vàng hoặc là màu hồng nhạt. Các bạn dùng cỏ và tán đều ra khắp màu mắt. Sau khi tán đều ra hai bầu mắt rồi thì các bạn cũng đừng quên kẻ ngay dưới mi mắt nhé. Chúng ta sẽ dùng một loại cọ nhỏ hơn và đánh đều ở ngay dưới mi mắt. Cái phần này chúng ta không cần đánh có hoàn hảo đâu nha các bạn. Sau đó là đến một lớp màu nâu đậm hơn, Quyên sẽ đánh ở phần dưới đuôi mắt và dùng cọ để tán theo hình tròn. Với cách tán hình tròn này sẽ tạo ra khối cho mắt mà không bị lem cũng như là không có bị những cái đường kẻ. Sau khi đã có hai lớp màu rồi, Quyên sẽ đến phần đánh khối. Đánh khối cho mắt thì cũng sẽ dùng một cái loại cọ nhỏ và đánh khối màu nâu đậm ở ngay dưới đuôi mắt, tán đều ra. Và để cho cái mắt được to tròn hơn, cứ sẽ đánh một ít phấn sáng hoặc là màu mắt màu trắng lên trên ngay bầu mắt. Mắt mình bây giờ trông đã lớn hơn, to hơn rồi đó các bạn. Tiếp theo thì cô sẽ dùng màu nâu đậm để mà kẻ phần dưới mi mắt. Phần dưới mi mắt này chúng ta kẻ một ít thôi, khoảng 1/3 mắt, thì như vậy thì mắt trông sẽ không có bị nhỏ lại. Tiếp theo là Quyên sẽ bấm mi để chuẩn bị kẻ eyeliner nha các bạn. Quyên sẽ bấm mi trước khi kẻ eyeliner. Với eyeliner thì Quyên dùng eyeliner của 3W Clinic loại sáp. Phần này thì các bạn không cần phải kẻ quá hoàn hảo bởi vì loại eyeliner này dễ dàng sử dụng. Loại sáp các bạn cứ kẻ đè lên nhiều lần để tạo thành cái đường mắt như mong muốn nha. Sau khi xong phần eyeliner thì Quyên sẽ gắn mi giả, dùng loại mi giả gọn nhẹ và sau đó là mascara. Để mascara hòa chung mi thật và mi giả với nhau thì Quyên kẻ từ chân mi và kéo nhẹ lên phần đuôi mi thôi. Vậy là chúng ta đã xong phần mắt rồi các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ tới má hồng. Quyên dùng má hồng của Skin Food loại kem. Loại má hồng này có mùi nhẹ rất là dễ thương, mùi dâu và nó có dạng kem, cho nên là cho dù như thế nào thì các bạn cũng có thể dễ dàng ăn cái màu má hồng này trên da. Chúng ta dùng cái bông có sẵn và chạm ít má hồng, sau đó đánh đều ngay dưới gò má và ngay ở dưới mắt luôn để tạo gò má ửng hồng tự nhiên. Với môi thì trước khi đánh son, Quyên sẽ dùng một ít cushion để đánh lên môi nha các bạn. Cách này sẽ dành cho son lên đúng màu và khi đi làm thì chúng ta sẽ thường dùng son màu nhạt. Quyên dùng son của Apple màu đỏ. Quyên sẽ đánh một ít lên lòng môi, ở trên môi dưới và môi trên. Và sau đó dùng tay để tán đều ra. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo được một lớp son nhạt nhưng mà vẫn lên đúng màu. Để tạo khối cho môi, Quyên sẽ dùng son kem lì của NARS. Cứ đánh một ít ở trong lòng môi và sau đó chạm môi và tán đều ra. Loại son nó rất là đậm nên khi các bạn không phải là đi tiệc mà đi làm thôi, các bạn nên đánh một ít trong lòng môi, vừa tạo được cái độ đậm cho môi mà vừa không có quá lố. Vậy là đã xong cái look cho đi làm rồi nha các bạn. Với cái look này thì chúng ta có thể đi làm cả ngày và rất là phù hợp với môi trường công sở. Và nếu buổi chiều tới thì chúng ta cần đi tiệc, chúng ta hãy thay đồ một kiểu tóc và chỉ cần thay màu son là đủ rồi. Quyên sẽ dùng lớp son nền của Inglot màu nâu da. Son kem lì này sẽ che phủ hết tất cả các lớp son trước đó. Quyên kẻ viền môi rất là kỹ bởi vì là khi mà chúng ta đi tiệc thì chúng ta cần để ý lưu ý tới cái môi cong, căng mọng và dài nhé. Và lớp son trên thì Quyên sẽ dùng son của Apple mà hồi lúc sáng mình đã dùng rồi đó. Quyên sẽ đánh lên ngay trên lớp con son kem lì mà đã khô rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ có một màu môi đậm và căng và bóng. Không cần trang điểm lại quá nhiều, chỉ cần thay đổi màu son thôi, chúng ta đã có thể sẵn sàng đi dự tiệc, đi chơi với người yêu hoặc là đi dự event rồi các bạn.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Làm Đẹp của Quyên. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.